mà các vị đó lại ít xuất hiện như vậy. Sao họ không xuất hiện để đưa đúng chánh pháp tới loài người hơn nữa à? Để cho những kẻ lừa đảo mặc sức xưng ông này bà kia làm nhiễu loạn dân thường. Chưa từng nói một vị A-la-hán đã được chứng nhận, chỉ được chứng nhận bởi một vị A-la-hán khác hoặc được hoặc Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn đã niết bàn, chúng ta cũng không biết rõ chắc chắn ai là A-la-hán. Để đi chứng nhận cho các vị A-la-hán khác như vậy, thì sẽ đến một thời điểm các vị A-la-hán đã tu chứng cũng không còn ai để chứng nhận cho mình, vì không thể tự tuyên bố mình là A-la-hán. Vậy chẳng lẽ từ đây về sau không còn ai có thể chứng nhận cho các vị A-la-hán tu đúng nữa hay sao? Vậy chánh pháp sẽ không còn chứng nhân cụ thể để người đời thêm niềm tin hả sư? Thưa quý vị, trùng hợp là cách đây không lâu sư có nghe một cái buổi vấn đáp của ngài thiền sư Ba Ao, cũng về một vấn đề tương tự. Ngài có nêu ra một cái một câu chuyện trong chú giải thuộc Trung Bộ, là ngài trưởng lão Mahanaga. Đó. Để mà nói là một vấn đề đó, đó là cái việc chứng đắc A-la-hán rất khó để mà nhận. Ngay cả một số vị khi vị ấy tự tin là vị ấy chứng đắc A-la-hán thì cũng chưa chắc là vị ấy đã chứng đắc A-la-hán. Bởi vì như thế này, ngài Mahanaga đó, ngài tu tập thiền định rất là thâm sâu, ngài chứng đắc các tầng thiền. Và suốt một thời gian dài như vậy đó, nhờ cái định thâm sâu của ngài đó, cho nên là các cái giới hạnh nó được trong sạch, thân khẩu ý nó được trong sạch. Hơn nữa ngài còn miên mật thực hành phát triển tứ niệm xứ. Cho nên là ngài vừa có thiền chỉ mà vừa có thiền quán suốt một thời gian rất là dài, và tâm ngài trở nên nó tĩnh lặng, nó trong sạch nhờ cái năng lực của định, và cái trí ngài trở nên sắc bén nhờ năng lực của tuệ. Và ngài tưởng rằng mình đã chứng đắc A-la-hán. Thì đệ tử của ngài đó là một vị A-la-hán. Một hôm á, quán xét là thầy của mình đã chứng đắc A-la-hán hay chưa, và vị này thấy là thầy mình chưa chứng đắc A-la-hán, nhưng mà vị thầy của mình lại tưởng mình là A-la-hán. Đấy. Cho nên cái người đệ tử vì cái lòng thương tưởng thầy của mình biết rằng nếu như mà mình không xuất hiện thì thầy mình sẽ chết như là một vị phàm phu. Cho nên là người đệ tử mới đến gặp thầy của mình và hỏi là sau khi đến làm các phận sự của người đệ tử, sau khi làm xong các phận sự của người đệ tử như là đấm bóp, rồi xoa chân, thăm hỏi vân vân và vân vân, thì ngài mới hỏi những cái câu hỏi, thì ngài hỏi hơn 1000 câu hỏi. Thì cái vị thầy á, vị thầy mà tưởng là mình chứng đắc A-la-hán, vì đó trả lời một cách thông suốt. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Có định có tuệ trả lời một cách thông suốt. Đấy. Và người đệ tử mới hỏi là thầy đã đạt được trạng thái này bao lâu rồi? Có nghĩa là vị học trò hỏi đó là thầy đã biết mình chứng đắc A-la-hán bao lâu? Thầy nghĩ là mình chứng đắc A-la-hán bao lâu? Thì người thầy nói là cách đây khoảng như là 20 mấy năm rồi. Đấy. Có người ta đã đạt được trạng thái này 20 mấy năm rồi. Tức là nói một cách gián tiếp là tức là vị đó nghĩ là mình đã chứng đắc A-la-hán 20 mấy năm rồi. Thì người đệ tử mới nói là bây giờ thầy hãy dùng cái năng lực thiền định của ngài đó hóa hiện một con voi. Và cái người thầy hóa hiện một con voi, rồi người đệ tử A-la-hán bảo thầy của mình là thầy hãy làm cho con voi đó đó dựng ngược tai lên, lông nó dựng đứng lên, rồi cuốn vào trong miệng và dựng đứng thẳng cái đuôi lên và chạy chạy sòng sọc tới chỗ này. Và khi người thầy làm theo đó thì con voi, khi mà con voi nó trở nên nó hung hung dữ như vậy, nó chạy tới
thì người thầy hoảng sợ và nhóm người dạy định chạy đi. Thì người đệ tử đã đắc A-la-hán mới nắm cái y thầy mình kéo lại, mới nói rồi hỏi là: thưa thầy, một vị A-la-hán có còn hoảng sợ hay không? Thì khi đó người thầy mới phát hiện là thì ra bấy lâu nay mình hiểu lầm, thực sự mình vẫn chưa chứng đắc A-la-hán và mình vẫn còn là phàm. Và vị thầy quỳ sụp xuống, xin người đệ tử là xin xin đại đức, xin hiền giả đó hãy chỉ cho ta cái cách để mà tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì người đệ tử mới nói là: thưa ngài, đó là lý do mà con có mặt ở đây. Và sau khi người đệ tử hướng dẫn thì người thầy đứng dậy đi kinh hành. Thì khi mà vị này đi đến cái bước thứ ba đó, bằng cái trí tuệ quán, thì vị này mới thực sự chứng đắc quả vị A-la-hán. Nói như vậy để quý vị thấy rằng quả vị A-la-hán rất khó để mà nhận biết. Ngay cả một người giới hạnh thanh tịnh, tu tập thiền định có thần thông và phát triển trí tuệ quán đến cái hành xả tuệ đó, vị ấy hoàn toàn có khả năng tưởng rằng mình đã chứng đắc, nhưng thực tế vị ấy vẫn chưa chứng đắc gì cả. Cho nên quả vị A-la-hán không dễ để mà phát hiện ra đâu. Rồi trong một cái đoạn chú giải khác, có một vị tỳ kheo già sau khi mà lớn tuổi mới xuất gia đó, thì xuất gia nơi một vị tỳ kheo trẻ đã chứng đắc A-la-hán. Thì một hôm đó, người đệ tử già mới hỏi vị sư phụ trẻ rằng: bạch ngài, có cách chi để mà nhận biết rằng một người đã chứng đắc A-la-hán hay không? Thì vị tỳ kheo trẻ mới nói rằng: đấy này đại đức, thật là khó để biết được là một người đã chứng đắc A-la-hán hay chưa. Có một người đã xuất gia khi mà tuổi về già, tu hành với một vị A-la-hán trẻ, làm đệ tử của một vị A-la-hán trẻ, nhưng mà vị tỳ kheo già đó vẫn không biết được cái vị A-la-hán trẻ đó là một vị A-la-hán. Tức là đó, vị này gián tiếp ngấm ngầm ám chỉ rằng mình là một vị A-la-hán, nhưng mà vị tỳ kheo già đó vẫn không biết là sư phụ của mình là một vị A-la-hán. Cho nên cái chuyện mà xác nhận một người là A-la-hán rất là khó chứ không phải là đơn giản, và rất dễ hiểu lầm. Đấy. Rồi đó là sư nói là những cái vị tu hành chân chánh đó nha, những vị tu hành chân chánh. Và ngài Ba Ao, ngài Ba Ốc đó, ngài xác nhận một chuyện, đó là ngài chưa bao giờ xác nhận một ai đó chứng đắc thiền hoặc là chứng đắc các quả vị thánh. Ngài nói là ngài chưa bao giờ xác nhận bất kỳ ai chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Ngài Ba Ốc ngài nói ngài chưa bao giờ xác nhận bất kỳ ai một cái quả chứng như vậy. Ngài chỉ hướng dẫn dựa theo cái sự trình bày của cái người hành giả. Tức là cái người hành giả khi mà cái vị ấy trình bày như thế, thì ngài Ba Ốc ngài mới hướng dẫn những cái bước tiếp theo, chứ ngài không hề xác nhận. Nhớ là ngài không hề xác nhận, ngài chỉ hướng dẫn những bước tiếp theo. Mà nếu như anh thật sự anh tu tập đến cái bước đó, nếu như cái lời nói anh là chân thật, anh không có lừa đó, và anh không có tự tin một cách quá đáng, sự thật nó chính là anh tới cái mức độ đó, thì ngài Ba Ốc ngài hướng dẫn những bước tiếp theo. Và chúng ta có một cái hiểu lầm, đó là ngài hướng dẫn, ngài xác nhận một ai đó chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ thực tế ngài không bao giờ và ngài chưa bao giờ xác nhận bất kỳ ai chứng đắc một tầng thiền nào, chưa bao giờ, huống chi là các tầng thánh. Đấy. Cho nên nhiều vị mà đi đâu đó mà tu mà tự hào là mình chứng các tầng thiền hoặc các tầng thánh thì phải xem lại nha, phải xem lại nha. Ngay cả ngài Ba Ốc á, ngài vẫn chưa bao giờ ngài xác nhận bất kỳ ai. Đấy. Đó là sư đang nói về những vị tu hành chân chánh. Rồi. Quý vị có bao giờ nghĩ là có những con người họ không có tu mà họ mạo nhận A-la-hán hay không? Mà những vị mà
có chứng đắc thiệt á, các vị ấy không có nhu cầu khoe. Còn những người không có chứng đắc thì họ lại thích khoe. Và không lẽ bây giờ các vị tu hành có chứng đắc lại đi ra cãi lộn tay đôi với những con người đó hay sao? Và thật sự mình đã có những con người không chứng đắc A-la-hán mà vẫn vỗ ngực xưng tên mình đã chứng A-la-hán. Có rồi chứ không phải chưa. Tại sao sư biết họ giả A-la-hán, họ không phải A-la-hán? Bởi vì để phân biệt, để biết được một người có chứng đắc A-la-hán hay không thì nó khó lắm, khó lắm. Nhưng biết một người không phải A-la-hán nó lại dễ. Bằng cách nào? Bằng cách là nếu như mà con người đó không giữ đúng giới luật, tức là 227 giới tỳ kheo, thì chắc chắn vì đó người đó không phải A-la-hán. Thí dụ như một người mà mặc quần chẳng hạn, thí dụ như mặc quần rồi mặc cái tay áo, nói chung là không phải đắp cái y như vậy, không phải đắp cái y như vậy là chắc chắn không phải A-la-hán. Tại vì trong giới luật của Đức Phật là rất là nghiêm, bắt là một vị tỳ kheo phải đắp cái y vai trái phải như thế này và không được mặc, không được may quần áo y phục như là người đời. Cái đó là cái thứ hai. Một vị thí dụ như một người mà còn nhận lãnh tiền bạc thì chắc chắn không phải A-la-hán, đó là điều chắc chắn rồi. Hoặc người đó sống chung với những vị tu sĩ mà nhận lãnh tiền bạc, vì đó cũng không phải là A-la-hán, chắc chắn là như vậy. Đó. Cho nên là khi mà một vị nào đó vỗ ngực xưng tên ta đây là A-la-hán, thì khi mà sư coi theo dõi cái hành trạng của con người đó, tức là những cái cử động, lời ăn tiếng nói cho đến cái cuộc sống của những của con người đó, và sư thấy rằng con người này không giữ gìn giới luật một cách nghiêm chỉnh, thì chắc chắn vị này không phải A-la-hán, đơn giản như vậy. Mà ngay cả những con người đó tự xưng là A-la-hán, nhiều người vẫn tin sái cổ họ là A-la-hán, cho tới bây giờ vẫn một hai là nam mô kêu tên thầy của mình là y như ông thánh vậy đó. Có gì thấy thời nay người tu thiệt á, thì chứng đắc thiệt thì mình không biết, nhưng mà cái người chứng giả, giả chứng và mạo nhận thì rất là nhiều. Thì như vậy nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại. Thấy chưa? Đấy. Rồi mặc dù á, cái này Nghiệp Ốc nói là mặc dù cái việc mà xác nhận sở chứng của bản thân nếu có, nó sẽ đem lại cái niềm tin cho một số người, nhưng mà sẽ có rất nhiều người không tin. Và với những con người mà không tin như vậy đó, chắc chắn là họ sẽ gây ra một cái nghiệp bất thiện cản trở cái con đường tu hành chứng đắc của họ. Chính vì vậy, dù sao đi nữa không nói về sở chứng của mình vẫn tốt hơn. Đây. Sư nghĩ là cái vấn đề nó đã rõ rồi ha. Thứ nhất là cái việc mà xác nhận một người nào đó chứng đắc quả vị A-la-hán rất là khó khăn. Ngay cả bản thân đó, bản thân con người đó là một người trong sạch, có thiền định, có thần thông và có trí tuệ quán, chánh niệm 24/7, vẫn rất khó để mà người đó biết rõ là mình có phải A-la-hán hay không. Cái thứ hai là nhìn một người mà nhìn người ngoài mà nhìn vào đó, sống chung với con người đó cũng rất khó để mà phát hiện được là người đó có phải A-la-hán hay không. Cái thứ ba là thời nay giả nhiều mà thiệt ít. Đấy, cho nên á, những người nếu như mà nếu mà xác nhận cái sở chứng của bản thân, mặc dù nó gây ra, nó sẽ giúp cho một số ít người có niềm tin, nhưng mà sẽ càng nhiều người hơn không có niềm tin, và cái việc đó sẽ gây hại cho họ. Và cái thứ tư là sẽ có những người mạo nhận chứng đắc mặc dù họ không có, và số lượng đó rất là nhiều, thì dựa vào đâu để thiên hạ tin đây là người thật và đây là người giả? Cho nên là các ngài có lý do để các ngài không có công bố sở chứng của mình. Ha.